Đang đến với chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới, chương trình do Gia Cát Media sản xuất, được phát sóng định kỳ vào lúc 17:35 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự đồng hành từ bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Trước khi chúng ta cùng nhau đến với cuộc hành trình của Nhan sắc mới khởi đầu mới kỳ này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ những vị khách mời sẽ đồng hành cùng với anh Thơ để chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ bác sĩ Ngô Quang Bảo Luân đến từ khoa cấy ghép implant của bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Dạ chào bác sĩ. Dạ, chào anh Thơ, chào quý vị các bạn. Và bên cạnh đó là sự xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ diễn viên Tuyền Mập. Em chào chị Thơ, chào tất cả quý vị khán giả và chào bác sĩ ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ một cái câu chuyện liên quan đến cái sức khỏe về hàm răng. Rõ ràng là chúng ta thừa biết là khi mà cái hàm răng của chúng ta gặp một cái vấn đề gì đó thì nó không chỉ ảnh hưởng đến về thẩm mỹ mà bên cạnh đó nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta rất là nhiều, thậm chí là ảnh hưởng luôn cả về sức khỏe nữa. Thế nhưng không hiểu sao lại có một cái tình trạng đó là chỉ khi nào mà chúng ta gặp vấn đề thì chúng ta mới ý thức được là nó gây ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào và chúng ta tìm cách để cải thiện nó ra làm sao và điều trị nó. Còn trước đó có rất là nhiều người luôn đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cái thói quen cũng như là có cái ý thức trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng hàng ngày. Và để có thể hình dung ra câu chuyện này, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tình huống sau đây. Dâu thì đẹp da, chua quá, chua quá. Ngọt, trời ơi. Đó, giờ mình nhai miếng đá nè. Ô, những thứ đó vô bụng mình giống một cái máy xay sinh tố mà không cần phải tốn điện, không cần phải tốn công suất đâu. Trời ơi, mà vừa đẹp da, đẹp giá nữa. Không có ai mà thông minh như Dung này hết trơn. Thông minh quá hà. Ai vậy? Chị. À Nga, uống nước, cưng uống nước gì chị làm đây nè. Dạ thôi từ từ đi chị, em thấy chị ăn uống cái kiểu này em thấy á. Dạ cưng. Dạ nó tốt lắm á chị. Dạ. Ăn không chị làm cho cưng dạ, ăn. Dạ thôi được rồi, chị nghĩ làm sao mà chị sáng sớm là chị ăn chua, rồi chị ăn ngọt, rồi chị cắn ba cái vật cứng này, rồi chị tự trộn ở trong bụng chị cho nó thành ly sinh tố vậy. Chị nghĩ làm sao mà chị ăn cái kiểu đó, còn cái gì mà cái răng của chị nữa. Trời ơi, đây nè, mình nếu mà mình xay sinh tố phải cấm điện, phải tốn điện không? Mình phải cắt nhỏ ra chứ vậy. Cái này cái răng mình làm cái gì? Công cụ đó mình nhai, mình nuốt vô bụng mình thì cũng thành một ly sinh tố thôi. Trời à, tôi biết rồi, mấy người sợ tôi làm đẹp, tôi trẻ hơn mấy người ganh tị đúng không? Trời ơi, bởi chị vì ơi. Nó con người lòng dạ khó đoán lắm. Trời ơi, này đây, bây giờ em không phải ganh tị chị của chị đâu. Em lo về cái vấn đề mà tương lai toàn nước của chị. Dùng cái danh từ nghe mắc cười, tương lai toàn nước là cái gì? Chị nè ha, mỗi ngày cứ ăn ba cái đồ chua ha, nghe cắn ba cái đồ cứng này ha, rồi uống ba cái này vô đi ha, rồi bắt đầu cái răng của chị á nó hư cái tự nhiên nó một cái nó rụng hết thì sao còn có cái nước ha. Cái nước chị đâu có nhai được cái gì nữa đâu. Đúng, đúng không? Ừ thì chị không nhai được, buộc chị phải làm gì? Húp da. Bây giờ đồ ghê nha chị, ghê lắm á. Chị nghĩ đi, không ăn được cái gì không có chất dinh dưỡng mà húp cháo, mà cháo làm gì có dinh dưỡng. Từ từ da chị nó rút lại rồi, người chị nó ốm lại rồi, da chị sờ xuống mắt nhăn. Chị có coi cái câu chuyện phù thủy được không? Đó, nó ngăn ngửa vậy đó. Trời ơi, nó diễn tả không mà tôi nổi da gà. Nghĩ sao vậy? Nói gì gì mà cái tương lai tôi thấy ghê vậy? Thì đó, thì cỡ chị ăn cỡ này thì nó phải vô cái cỡ đó mới được, mới vừa. Đó, chị nghĩ sao chị ăn ba cái này? Trời ơi, chị không những chị không có biết cách làm đẹp mà chị làm sai nữa, chị biết không? Ê, nói vậy là hồi nào vậy tôi làm đẹp sai cách hả? Không sai gì quá sai, tương lai hứa hẹn hai hàm im lặng. Dạ, tương lai hứa hẹn hai hàm im lặng. Thơ quá đúng không ạ? Ngoài những cái chức năng ra ăn uống giao tiếp và hàng ngày á thì chức năng mà cơ bản mình có thể là nhai và xé đó, và một số cái thói quen như mình có thể là khui nắp chai bia mình cũng đưa lên mình cắn, thì đó là một số cái chức năng mà nó gây ảnh hưởng đến những cái chức năng khác của răng, có thể làm cho răng mình có mẻ, nó gãy, hoặc là có những trường hợp là những cái răng đó khi mình dùng một thời gian lâu quá rồi nó sẽ mòn đi. Và thứ hai nữa là những cái vị trí răng mà nhai đồ cứng quá đó, thì cái bề mặt răng á sau này để nó thích nghi với cái, những cái vấn đề mình nhai đồ cứng á, thì bắt đầu là cái phần men răng nó mất đi và nó xuất hiện những cái ngà răng, thì những cái vấn đề về mòn răng có thể ảnh hưởng sau này, như những cái răng ta khi mà nó buốt nhiều quá thì làm cho nó viêm tủy và có thể phải mất cái răng đó. Dạ.
và cũng từ những cái quan điểm rất là sai trong cái việc chăm sóc răng miệng từ khi còn trẻ, và sau đó là cũng không có những cái can thiệp kịp thời từ các bác sĩ, thì nhân vật của chúng ta ngày hôm nay cũng đã phải đối mặt với rất là nhiều những cái phiền toái trong cuộc sống sau khi mà cái tình trạng răng đã gặp mà rất là nhiều những cái vấn đề. Và sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cô Huỳnh Hoa. Tôi tên Tô Thị Huỳnh Hoa, 63 tuổi, là cán bộ hưu trí. Răng của tôi là bị gia chu đã nhiều năm rồi, và sau này nó bị run rơ và ăn nhai khó. Trong thời gian bị như vậy thì tôi cũng chưa có đi làm ở đâu, tại vì cũng chưa biết chọn nơi nào. Sau này xem cái chương trình Nhan Sắc Mới, Khởi Đầu Mới thì tôi mới mạnh dạn đi đến bệnh viện để làm. Ồ, dạ vậy thưa bác sĩ, khi mà cô Hoa tìm đến với chương trình cũng như là tìm đến với bác sĩ thì bác sĩ nhận định là cái tình trạng răng của cô Hoa ở thời điểm đó thì như thế nào ạ? Về cái trường hợp của cô Hoa thì đa phần những cái răng này của cô là bị viêm gia chu, và cô mất một số cái răng cửa phía trước. Thì viêm gia chu nó chia ra rất là nhiều mức độ, thì đối với trường hợp của cô thì mức độ là nó khoảng là độ 5, tức là các răng này nó đã lung lay và nó có thể nhúng được. Thì những cái răng này nó gần như nó không còn chức năng nhai nữa. Khi mà bệnh nhân nhai thì hai răng nó sẽ đụng vào nhau và nó không thể cắt đứt được thức ăn nữa, và nó gây vấn đề là đau nhức. Thì trường hợp của cô là bị cả hai hàm, hàm trên và hàm dưới viêm nhiễm về nú răng và kèm theo về mất răng. Thì ở mức độ viêm gia chu mất răng thì nó sẽ mất răng tuần tự, những cái răng bên cạnh mất thì tiếp theo những cái răng lung lay tiếp theo mình cũng sẽ nhổ. Thì đối với trường hợp của cô, cái phương pháp mà mình điều trị tốt nhất là mình sẽ phải nhổ toàn bộ những cái răng bị viêm gia chu, là gần như phải nhổ hết cả hàm, và sau đó sẽ tiến hành là cấy ghép implant để phục hồi lại những cái vị trí mà răng của cô sau này. Cái hàm trên của cô là tương đối là nó bị hô xương một phần đó, thì cái trường hợp mình cấy ghép implant này có thể điều trị được những cái vấn đề về hô xương. À, mình sẽ điều chỉnh lại một tí xíu luôn hả bác sĩ? Thì trong cái quá trình phẫu thuật đó, bác sĩ sẽ điều chỉnh, mình sẽ gọt bớt những cái phần xương hàm nó bị đưa ra ngoài và mình chỉnh lại về cái trục xương để giúp cho cái trường hợp của cô sau này những cái phần răng sứ nó sẽ không có bị nhô hoặc chìa ra ngoài quá nhiều. Thế nên là một câu đối chuyện. Nãy giờ nghe bác nói thì Tuyền cũng khá là tò mò. Là theo em biết thì implant là mình phải cắm, ví dụ như mình cắm một răng là một chân, một răng là một chân. Còn ví dụ như trường hợp của cô á, là nguyên một hàm là phải gắn nhiều chân tới vậy hả bác sĩ? Thưa với Tuyền thì đối với những trường hợp mà cấy ghép implant toàn hàm đa phần mình không nên là cấy ghép quá nhiều trụ implant. Tại vì thứ nhất là cái mức độ mà răng mà mình mất 10 cái răng mình cắm 10 cái implant thì tất nhiên là cái phần xương nó lưu giữ implant nó không có nhiều để nuôi đủ mà một cái số lượng implant nhiều tới vậy. Cái phần implant đó mình sẽ cấy theo cái kỹ thuật là on-on-6 hoặc on-on-4. Thì đối với trường hợp của cô là mình sẽ cấy ghép là on-on-4 hàm trên và on-on-4 hàm dưới. Về cái kỹ thuật on-on-4 là một trong những kỹ thuật về implant hiện đại. Nó sử dụng hai trụ implant ở phía trước và hai trụ implant ở phía sau để nâng đỡ toàn bộ những cái vị trí răng sứ sau này. Dạ thưa bác sĩ, sau cái thời gian nhổ răng đó mình có chờ cái thời gian để nó lành không? Lành để sau đó mình cấy implant vô rồi, cái thời gian nó khoảng là bao lâu hả bác sĩ? Nếu mà cấy ghép implant thì đa phần là khi mà nhổ một cái răng ra thì mình có thể hai cách. Một là mình sẽ đặt cái implant đó ngay lập tức, gọi là implant tức thì. Hai thì mình phải để cho cái phần xương ổ răng đó nó lành hết. Thì trung bình là lành khoảng từ 3 tới 6 tháng thì khi đó mình mới có thể đặt implant được. Thì đối với lại implant hiện đại thì cái vấn đề về ăn nhai đặt lên hàng đầu và thẩm mỹ, nên khi đặt implant thì mình sẽ đặt cùng lúc với lại vấn đề mình nhổ răng. Vậy thì tiện quá, chứ chờ mấy tháng trời mà trong tình trạng không có cái không răng dám cười rồi cũng ăn không được luôn. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ sau khi được chương trình cũng như là được bác sĩ cải thiện thì tình trạng răng của cô cũng như là nụ cười của cô bây giờ như thế nào? Xin mời quý vị khán giả cùng với các khách mời chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Huỳnh Hoa ngay trên sân khấu của Nhan Sắc Mới, Khởi Đầu Mới. Mời cô ạ. Cô là cô ở trên. Dạ. Xin chào cô ạ. Nhìn chị thấy không? Đúng đúng như chị nói luôn, là
khi mà chúng ta có vấn đề về răng miệng là nhìn cái thần sắc chúng ta không có ổn lắm. Ừ. Ngày hôm nay con nhìn không ra cô luôn. Cô trẻ hơn trong hình ở trên và nụ cười rất là tươi. Song song đó là thấy cái thần sắc có vẻ hừng hừng lắm. Dạ, con chào cô, con cảm ơn cô nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian để đến với chương trình và sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình. Hồi nãy có một cái chi tiết mà anh Thơ xin lỗi là phải đưa lên đầu tiên luôn, tại vì anh Thơ có nhớ là khi nào mà cô xuất hiện là anh Thơ phải để ý cái này đầu tiên. Bác sĩ nói là thông qua cái việc mà làm lại cái hàm răng mới cho cô á là cũng điều chỉnh luôn một phần cái vấn đề về hô của mình luôn. Thì rõ ràng đúng là quá thành công đúng không bác sĩ? Có, cô cũng thấy tự tin hơn. Trước thì hô xấu hơn, bây giờ là cô thấy cười thì nó đều hơn. Đi đâu đó thì mình thấy tự tin hơn. Cô cho con hỏi là cái quá trình cô làm implant đó, cô thấy nó có đau lắm không? Rồi nó có cản trở gì cái vấn đề mà sinh hoạt của mình trong cái thời gian đầu mình mới làm không cô? Cô thì cũng là người sợ đau đó. Yeah. Nhưng mà sau khi cô làm rồi á thì cô không có thấy đau gì hết. Chỉ có là sau khi làm là cái miệng cô nó bị sưng. Dạ đúng rồi. Đã sưng rồi. Rồi trong quá trình điều trị cho nó hết sưng thì gắn răng tạm thì cô ăn bình thường. Cô không có cái gì cử kiêng hết. Cô ăn bình thường luôn hả cô? Cô ăn bình thường luôn. Cô rất là thích. Thì về trường hợp của cô á là do là mình cái ghép implant toàn hàm nên khi mà cô ăn nhai đó mọi vấn đề nó đều bình thường hết. Tại vì cái hàm này sẽ là hàm cố định bằng composite. Thì sau khi phẫu thuật thì tầm khoảng 7 tới 10 ngày thì cái mức độ về sưng, về những cái vấn đề về nú nó ổn hết rồi, thì lúc đó bác sĩ tiến hành là cắt chỉ và gắn một cái hàm tạm cho bệnh nhân. Thì vấn đề sau khi mình gắn xong đó thì cái hàm tạm nó khít sát hết toàn bộ và bệnh nhân có thể nhai được gần như là bình thường so với nhà răng trước đây. Dạ, rồi cô, bây giờ có răng rồi nè. Cái đầu tiên là về thẩm mỹ nha. Dạ, thì cô thấy là cái hàm răng mới này như thế nào cô? Cô thì cô cũng hay đi đây đi đó, thích chụp hình hơn. Hồi lúc trước thì cũng ngại, không dám chụp hình, không dám cười gì hết. Rồi sau này thì đi chơi, đi du lịch đồ, đi chụp hình thì thích hơn. Trời ơi, tự tin hơn. Chứ hồi xưa mà cái tình trạng răng mình vậy đúng là cũng khó để mà mình tự tin, mình nở nụ cười cho người ta được. Cô ít chụp hình lắm và cô ngại lắm, cô ngại đi đây đó chụp hình lắm. Còn cái quan trọng nè là cái chức năng ăn nhai. Thì cô thấy cái chức năng ăn nhai bây giờ như nào hả cô? Chức năng ăn nhai bây giờ rất là tốt. Cô cảm giác như là cái răng thật của mình vậy đó. Như là cha mẹ sinh sao là răng vậy đó. Ủa vậy hả cô? Cô ăn ổi, ăn này ăn nọ, ăn bình thường. Dạ bác sĩ ơi, cái tình trạng mà cô cái gì cô cũng ăn được vậy rồi có vấn đề gì không bác sĩ? Về cái trường hợp của cô đó thì cái thời gian điều trị thì tầm khoảng là 6 tháng là đã hoàn tất. Thì những cái vấn đề của cô và sau khi mà gắn cái hàm sứ á, thì rất là tốt. Tại vì vấn đề về mô nú, về implant và các răng thật trên đó thì đều tốt hết. Cái mà đáng quan tâm nhất là cô ăn được rất là nhiều đồ cứng. Thì ở đây đó, tại vì thứ nhất là cái loại implant mà để phục hình cho cô gần như là loại cao cấp nhất. Nên cái mức độ mà tái lập lại được cái khớp cắn và cái cảm giác ăn nhai thì nó sẽ tốt hơn. Và cái thời gian lành thương của nó rất là nhanh nên cô có được một cái khoảng thời gian mình ăn uống nó thoải mái hơn. Do một phần là cái mức độ lành thương rất là nhanh của implant. Và những cái thức ăn mà cô ăn thì gần như là phổ biến thôi. Không có, nó gần như mình không có kiêng bất kỳ cái thức ăn nào hết. Chỉ có những cái thức ăn nào quá cứng á, thì mình có nên là mình cắt ra, như là ổi của nó cắt ra từng miếng mình ăn thì nó sẽ tốt hơn là để mình cầm nguyên một cái mình cạp. Thì nó làm cho cái vấn đề, và nếu mà mình cắn cái gì quá cứng thì nó có thể là nó mẻ, nó vỡ những cái vị trí sứ đó thôi, chứ ngoài ra những cái trụ implant bên trong nữa gần như nó không ảnh hưởng nhiều. Vậy là yên tâm rồi. Bác cho Tuyền hỏi cái nữa. Như bác vừa nói là cái implant của mình á, nếu mà mình cắn thì nó chỉ ảnh hưởng tới phần sứ bên ngoài. Thì liệu là cái chân implant á là nó vĩnh viễn hay sao bác? Kết cấu của implant á thì cái phần implant là cái phần bên trong của xương hàm, còn cái phần ở bên ngoài là mình có một cái răng sứ gắn trên một cái trụ abutment. Nếu những cái trường hợp mình cấy ghép implant thì đa phần những cái trụ implant sẽ được bảo hành vĩnh viễn tại bệnh viện. Và cái phần mảo sứ nếu tùy theo cái loại có thể bảo hành cao nhất là đến 10-15 năm. Nhưng mà có bao giờ cô nghĩ lại là cô đã tiếc hàm răng thật của mình khi mà mình có một cái quá trình mà mình chưa có chăm sóc kỹ lắm cho nó, để khi mà mình mất nó rồi bây giờ hôm nay mình có hàm răng đẹp hơn. Cô có tiếc hàm răng cũ mà? Cô có tiếc là cô tiếc cô làm trễ quá. Cô rất tiếc là cô làm sớm hơn. Tại lúc đó là cô cũng ngại là làm răng đau. Cái cô ở dưới tỉnh đó, thành ra cô thấy nhiều trường hợp làm răng rồi là ăn không có tốt. Cô thì cô thích ăn uống. Cho nên làm răng mà nhất là mấy cái hàm răng mà tháo ráp á, ăn khó lắm. Làm xong thì cô rất hài lòng.
Cho nên cô rất tiếc là phải cô lập xuống thì cái cuộc sống của mình hưởng thụ được nhiều hơn rồi đúng không ạ? Sẵn cô ở đây thì bác sĩ cũng có một cái lời khuyên là cái thời gian mà mình chăm sóc răng định kỳ á, thì trung bình mình còn đi khoảng 3 đến 6 tháng mình nên tái khám lại để bác sĩ đánh giá lại về những cái vấn đề về implant, về sứ và có những cái vấn đề như là nha chu thì mình sẽ phát hiện sớm để mình can thiệp kịp thời. Đó, những cái phương pháp đó thì nó đơn giản, nó không có ảnh hưởng nhiều tới những cái vấn đề sau này. Và cái thói quen mà vệ sinh răng miệng định kỳ á, thì đa phần là mọi lứa tuổi mình đều phải tái khám và đánh giá lại sau khoảng 3 đến 6 tháng để phải kiểm tra lại. Và bác sĩ sẽ có những cái chỉ định như là mình cạo vôi, mình làm sạch răng. Thì cái cách đó nó sẽ duy trì cho mình một cái hàm răng chắc khỏe, bền lâu theo thời gian. Dạ. Thì cô cũng rất cảm ơn bác sĩ Luân và các đội ngũ của bệnh viện đã tận tình chăm sóc cô rất chu đáo cho đến là kết quả như gì là cô rất hài lòng. Dạ. Con cũng cảm ơn cô nhiều. Ngày hôm nay là nhờ cái chia sẻ của cô mà con nghĩ là những cái người làm con, làm cháu như tụi con luôn là cũng nên để ý đến ba mẹ, ông bà xem thử là cái vấn đề về răng miệng là có còn ổn hay không, để rồi có những cái sự can thiệp sớm để giúp cho chất lượng cuộc sống của phụ huynh thì cũng sẽ được nâng cao hơn. Là giống như cô nói là không có tiếc là tại sao không làm sớm hơn. Con xin được gửi lời chúc cô là lúc nào mình cũng khỏe, rồi sau đó là cái cuộc sống của mình bây giờ chất lượng rồi, ăn uống được rồi, vui vẻ đúng không ạ? Thì lúc nào cũng có thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Dạ, một lần nữa cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Tiền Mập rất là nhiều đã đồng hành cùng với anh Thơ để chia sẻ câu chuyện rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Rất là mong là chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng cũng như là tin yêu từ phía quý vị khán giả, giống như trường hợp của cô Huỳnh Hoa ngày hôm nay, để gửi câu chuyện về chúng tôi thông qua fanpage quen thuộc facebook.com/nhansắc mới khởi đầu mới hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline của chương trình 0968 68 11 11. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.